Sự phục hồi của thị trường bất động sản đã gia tăng đáng kể lượng cầu tiêu thụ thép trong nước. Theo dự báo của Hiệp hội Thép Việt Nam, thì tiêu thụ thép trong nước cả năm nay có thể lên đến 7 triệu tấn và đạt mức tăng cao nhất trong vòng 3 năm qua. Theo ước tính của Hiệp hội Thép Việt Nam, lượng tiêu thụ thép cả nước năm nay có thể đạt mốc 7 triệu tấn, tăng 20% so với năm 2014. Tuy nhiên, đại diện ngành thép nhận định các doanh nghiệp trong nước không được hưởng lợi nhiều từ sự tăng trưởng này do giá nguyên liệu thép trên thị trường thế giới giảm sút và cạnh tranh với nguồn thép nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 10, Việt Nam đã nhập hơn 7,7 triệu tấn thép các loại từ Trung Quốc, tăng đến 62% so với cùng kỳ và chiếm 61% tổng lượng thép nhập khẩu của cả nước.